EVN đối mặt với khó khăn trong việc đầu tư dự án điện, thách thức từ nguồn và lưới điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, thông báo rằng họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư và xây dựng các dự án liên quan đến nguồn và lưới điện, tạo ra những thách thức đáng kể. Về phần nguồn điện, EVN cho biết họ đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề. Dự án nhiệt điện Ô Môn IV vẫn chưa được khởi công do chưa trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án nhiệt điện Dung Quất Y và Ba đang gặp khó khăn trong việc triển khai chuỗi dự án khí Lô Bê, Cá Voi Xanh và hiện chưa có tiến độ cấp khí cụ thể. Trong lĩnh vực lưới điện, công tác đầu tư cũng đối mặt với nhiều khó khăn và vướng mắc. Các thỏa thuận hướng tuyến, công tác đền bù giải phóng mặt bằng và chuyển đổi đất rừng đều gặp khó khăn. Trong năm 2022, EVN đã phải đối mặt với những thách thức mới, bao gồm thủ tục trình duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định luật đầu tư và việc thực hiện đấu thầu nội khối cho thiết bị theo quy định Nghị định 90/2022 NDCP về quản lý sử dụng nhà, đất. Hơn nữa, sau khi quy hoạch điện 8 được duyệt, EVN đang đối mặt với thách thức về việc xác định chủ đầu tư cho các dự án nguồn và lưới điện truyền tải. Quy hoạch điện 8 chưa có sự cụ thể trong việc xác định chủ đầu tư, tạo ra sự mơ hồ trong việc triển khai dự án. Hiện tại, EVN và các đơn vị liên quan chưa có đủ thời gian và hướng dẫn cụ thể để chuẩn bị cho việc thực hiện dự án theo quy hoạch. Để vượt qua những thách thức này, EVN đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc đầu tư dự án điện. Trong đó, việc đầu tư xây dựng trạm biến áp và đường dây 110 đến 500 kV, 220 kV trên địa bàn các tỉnh, thành phố cũng đang đối mặt với khó khăn liên quan đến thủ tục giao đất và cho thuê đất, đặc biệt trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của các khu đất đã được quy hoạch để xây dựng trạm và đường dây điện.